Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Ngày hôm nay mình có một trò chơi kêu bằng gì ta? Tứ đổ tường. Đây. Đây là cờ bạc. Đây là rượu chè. Đây có hai cái, có tất cả luôn ha. Bây giờ mời tất cả mọi người cùng đón coi thần tài may mắn nó sẽ đến hay không nha. Và biết đâu ngày mai tôi sẽ mua một chiếc xe gì mắc nhất về ta? Cái gì? Siêu xe mắc nhất rồi. Không, bây giờ chiếc gì đi, mình nói tên đi, Camry hay là cái gì? Mercedes hả? Mercedes đi ha. Một chiếc Mercedes rồi ha. Rolls Royce rồi ha. Rồi, cho em xin một cái nắp bia đi. Cái nắp bia chảo nó mắc cái số luôn ha. Số luôn hả? Có muộn hả? Nói là chúng mắc thì sao muộn á. Rồi, bây giờ chúng ta, bây giờ cạo sao? Cạo một đường hả hay là cạo hết? Cạo ngang. Cạo cái pride rồi cạo kia. Đây hả? Cạo gì hả? Cạo hết rồi anh coi cho. Rồi cái phía trên á, cái đó là cái pride của mình, còn phía trên là cái số chúng. Bây giờ cạo bề ngang vậy phải không? Đây, giờ mình cứ thử cạo cái này. Anh coi cho, nếu mà anh trúng là anh nói cho biết, còn mà trúng là mình thân. Mình anh đi lãnh xong anh trốn luôn. tôi gặp mặt ông chợ đó ông đi trốn. Đây con số gì ra cờ ra mà con mấy cờ ra 100 là sao? Cái price yeah. giá chỉ để chúng á mà bao nhiêu ba cái nó rồi nó chúng. Mọi người thấy không, con số kế tiếp là số gì, 50 sẹt sẹt gì đây. Năm mươi đồng đó. Em có cạo trên đây luôn không? Đừng cứ cạo cái pride đi. Cái này thôi hả? Cạo đó hết đi. Cạo dấu thăng này thôi. Còn cái trên là cái số trúng đó. Ở dưới là 1.000. Cứ cạo hết đi, cạo đi trúng tới mấy chục lần lên. 1.000. Ok. Em cạo một vàng trước đi ha. Rồi mình sẽ xem coi kết quả như thế nào. Số nó may mắn hay là nó đen thui giống như ông đấy. Giống như không phải, giống như em mặc cái áo đen ngày hôm nay. Rồi. Giờ số nè bà con ơi. Nào coi coi. Cái này là giá tiền thôi. Giá tiền nữa hả? Giá tiền thôi. Dưới nữa không? Rồi, tiếp. Cứ cạo tiếp đi. Cạo ngày ở trên mới quan trọng. Trời ơi gà quá, lần đầu tiên chơi với số cạo. Đúng là gà. Cái này các bạn biết không, nếu thật sự mà mình trúng cái này là kêu bằng là 100% luôn đó, tiền thưởng luôn, tại vì vé số là người ta tặng không có múa. Mà không biết hồi tối nay mình ngủ ổng có lụm lại hay không thì mình không có biết không. Tối nay mà trúng một cái tôi đem tôi giấu, tôi kiếm chỗ nào mà nó ẩn náu tôi giấu cho thật cực kỹ, để nhiều khi ổng chuốc rượu say mình cái ổng lụm lại á. Gần ra rồi bà con ơi, còn một đường nữa, cố lên. Biết đây nè, mọi người xem nè. Đó tùy theo cái xuân cái đó. Xuân cái đó. Ở trên là cái vui lắm. Yeah. Anh cầm giùm em qua. Có một tay à. Con khóc à? Con khóc rồi. Rồi, vậy là này trúng không? Giờ sao? Chưa, chờ anh Xuân xuống đi. Tại vì em chưa cạo trên. Cạo cái phần trên đó, nó mới cái hàng xanh đó mới là cái trúng đó. Cái này hả? À. Rồi. Lần đầu tiên chơi số cạo mọi người. Bắt đầu mình sẽ cạo ở cái dàn trên. Dàn trên xem. Số 1. 29. 41.
chín 06 là sao nữa này. Bây giờ mình sẽ cạo một cái đường cuối cùng này là trúng hay không là mình sẽ biết. Đây do number đây, mấy ông nó nãy giờ đứng vừa ngó đây, mình sẽ cạo hết. Con số đây là hên xui. Hên xui à, mai rủi, à. Mai rủi hên xui. Cạo cái number đó. Có mát không? Có cái số nào mát không? Nó mát là trúng ha. Nó lòi số ra nè. Nó lòi số ra rồi bà con ơi. Thêm giấy nữa. Giấy này nữa. Tối lạnh lại mát. Bây giờ mình mới biết là cái số nó nằm ở đây, số này nằm đây. Số nằm ở đây. Số nằm ở đây. Nó mưa dữ lắm nha. Nó lục mà đây lục. Tôi về đó tôi làm xung mấy cái hồ đẹp đó. Tôi ở ngay cái chỗ ngay cái dòng sông luôn. Nè, lục lục hai ngày hai trầm lên rồi nó bảo tố tiền miên. Rồi có match không, có match cái number nào không? Bảy nè, 22 nè, 34 nè. Yeah. Thì 40, 37, 22, 30 không có nè. Không, từng hàng một. Nó là play separate. Anh dò từ trên dưới nè. Được rồi, thằng nó không có. Anh đang coi là nó không có. Nếu mà có là nó rồi. 29, 28 nè. Tí nó trúng nè. 39, 48 nè. Thấy không? Tí nó trúng nè. Trực trúng. 41 với 42 ha 36 31 18 19 18. Trời ơi. Còn nếu 06 05, 06 05 là không trúng. Không trúng gì hết. Không trúng. Chết quất luôn. Chết quất. Chiều thôi. Rồi là hết xuống. Buồn quá các bạn ơi. Bây giờ buồn quá làm gì bây giờ. Uống rượu thôi. Đây. Thôi nào. Chai này là rượu gì đấy. Đây. Đây. Mời các bạn nha. Có nhiều thằng hay lắm, nó làm biết không? Có chứ không thằng cạo đây mà nó cạo xuống dưới này nè. Làm biết cái số trúng á. Cái số, cái số nó không có trúng là nó không có trúng thôi. Rồi, là cái liền quất một cốc đi cho xỉn đi ngủ mẹ nó cho rồi đi. Chán quá mà số không bây giờ trúng trúng số các bạn. Nó còn đồng quê đó. Đây nè. Rồi, cái liền. Thử không? Muốn thử không? Cái này là anh mới chỉ mình đọc là cọt đon blur, là chữ blur là trong tiếng Anh là blue á đó. Và trên cái đây nè, đây là các bạn đọc cọt đon blur nè, blue đó, đó là đọc theo tiếng Pháp là vậy đó. À, mình nói tiếng Anh cũng hơi dở, mọi người đừng có ném đá nha, tại cái con dốt tiếng Anh nó nói chuyện phải khác chút xíu. Thì trong đây nó có 40% nồng độ cồn ha. 40% thì tính theo cái nồng độ cồn của Việt Nam thì là 80 độ. Đó, mình sẽ quất thử miếng coi. Thử làm sao. Coi nó có ngẫm tại mu không. Thôi, ít thôi. Mình thấy mấy người mà uống rượu sành điệu, người ta không có góp nhiều, người ta góp ít gì đây các bạn. Đó, anh này, anh nói là cái chai này ảnh đi du lịch bên Pháp, mới đi du lịch từng rồi, anh mới mua về. Cái chai này là rượu thiệt á, là cái chai nó luôn không có phải là sơn nha các bạn, cũng không phải là dán nha, mà cái chai của nó màu xanh luôn. Cái chai của nó màu xanh luôn. Yeah, nó everything blue. Nó xanh thiệt, màu xanh là blue. Là blue chứ không phải blue. Chứ không phải là dán ở phía không ngoài. Có dán cái gì chứ. Là nó luôn nè các bạn, dòm chai này kiếm khó ra. Mà nó hot cái đích. Đó là những cái mẫu mà giả là cái phần này nó hơi bằng, còn cái này là nó hóp sâu vô. Rồi cái mẫu chai, cái vỏ hộp cũng đẹp lắm nè mọi người.
thử cái. Sao uống na na ná giống cái chai của ông na ná hả? Giống cái chai gì XO anh mua đó nhớ. XO nó khác, cái này nó là cũng là của Remy nhưng mà nó là extra con nhé. Con nhé hả? Thơm. Cái này quá thơm luôn. Nó rất là thơm. Không có thơm gì. Cái mùi nó thơm nhưng mà ý là cái nồng độ cồn của nó giống như gì. Nhưng mà cái chai XO anh mua cái loại đó thì nó hơi đắng hơn chút xíu. Khi mà uống á, mình ngậm lại trong lưỡi á, là mình nghe được cái vị đắng nó còn đọng lại trong miệng. Nhưng mà cái này thì không có nghe. Đâu tùy đó, tùy mỗi người nhận thức khác nhau. Cái texture khác nhau khó nói lắm. Không, ý là theo em nhận biết là như vậy đó. Là cái thằng kia thì nó có một cái vị đắng. XO á, mà ở đây á thì anh không biết sao nó make in New York. Nhưng mà nó là mình mua trong tại anh mua cái này mấy người gió đúng là nó rất là đậm luôn á mấy bạn ơi. Uống một ngụm một chút xíu thôi mà nó chạy xuống tới cổ là mình nghe được cái hơi nóng của nó chạy luôn. Không, em chỉ mới nghe nó chạy xuống tới cổ thôi chứ nó chưa có rần rần. Khi nào nó xuống tới bao tử nó mới rần rần ra ngoài được. Đắng dạng ngâm bởi vì đứng lên cắm đầu ui chà. Các bạn biết không, uống mấy người mà mấy anh của mình ở bên Việt Nam á thì ông xã mình mua XO cũng bự giống như chắc cũng bao nhiêu ml vậy nè. Cái về cái rót ra các bạn biết ở bên Việt Nam uống là cái chung mà chung đủ đế đó, chung đủ đế đó, rót càng cái vô mày cầm lên quất ức. Cái đó là straight. Dạ. Uống straight cái này mình uống on the rock đó. Dạ. On the rock đó. Mà mấy ổng thì đâu có uống cái này được, thì mấy ổng uống chơi là xét không à, để lên là gót ra là quất. Vừa gót ra cầm nè vô ức, cái thằng kia trả lại cái ly gót vô quất ức. Quất cái ly, quất cái chai là chưa được 15 phút nữa. Ức phải no no lỡ là phải thử đủ bộ luôn. Ôi, cái gì vậy? Cái xong cái mấy bạn biết không? Mấy ông anh mình uống xong té ngửa rồi luôn. Ba tê gan ngỗng. Ba tê gan ngỗng của Pháp hả? Của Pháp mà. Mấy cái nước Pháp. Đây nè, cái muỗng này, cái muỗng này. Anh. Chỉ có nước Pháp mới làm ngon thôi, đặc biệt là của Pháp. Đủ bộ. Nước khác là dễ. Đây là ảnh đi du lịch bên Pháp, anh đi công tác của bên Pháp, anh mua về hai cái sản phẩm này. Thì bây giờ mình cho các bạn xem cái hiệu nha. Mình không có rành tiếng Anh nhưng mà những người tiếng Anh tiếng Pháp thì cũng không rành hết trơn á. Đại loại tiếng Việt là rành thôi. Rồi đây cái hiệu của nó đây. Đây. Đây hiệu của nó đây các bạn ơi. Thì trong đây thành phần của nó là gan ngỗng. Thì nó là gan ngỗng rồi, phải có thành phần gan ngỗng rồi đúng không? Tập hợp như vậy là 310g. Đây các bạn xem ha. Nè người ta làm cái để mình dít ra cho các bạn xem. Nó béo lắm. Dạ. Very creamy. Rất là béo nha. Mà rất là nhẹ. Nó không giống như mấy cái pate. Gan heo nó khác, gan gà nó khác. Nhưng mà gan đây, ngỗng đây, đây là gan ngỗng nha các bạn. Mà cái màu của nó cũng đẹp nữa. Cái màu của nó hơi nâu nâu giống như bơ vậy đó. Các bạn xem nè, nó mịn, nó rất là mịn nè, lấy ra hết được. Nó rất là béo, nó rất là béo, lấy hết ra là lấy những cái sơ cái ăn đúng của truyền thống Pháp đó là mình phải ăn với trái phết. Trái phết là củ dền tím á. À, củ dền tím nhỏ nhỏ hả? Củ dền tím mà nó người ta luộc rồi nó ngọt và ăn với peti. Cái vị nó béo, béo nhiều mà nó có vị thơm nhỏ. Cái này biết nó có làm có sữa không mà sao nghe có mùi sữa. Rất là béo. Đúng không? Nó, béo nhưng mà thơm. Nó đánh là nó bỏ con nhóc vô. Anh không biết làm như thế nào. Anh thì không biết nhưng mà pate anh ngỗng là nổi tiếng. Con nhóc vô. Nổi tiếng hả? Nó bỏ bơ vô với muối. Ừ, hạn chi em nghe có vị thơm của bơ mà nó nhẹ nhàng lắm. Nó bắt buộc phải có đủ con nhóc mà không có đủ con nhóc. Nhưng mà khi mình
mình ngậm trong miệng nó tan các bạn, nó tan ra mà mình nghe được cái mùi bơ của nó nữa. Mình không hiểu nó làm như thế nào nhưng mà rất là ngon nè. Nhưng mà cái vị mình nghe nó giống giống như là cái lòng đỏ trứng gà vậy đó. Nó có cái mùi đó, nó có mùi giống như lòng đỏ trứng gà vậy đó. Nhưng mà hoàn toàn không nghe vị tanh của gan luôn nha các bạn. Rất là ngon. Ừ, tự uống miếng rồi. Đánh hoài để muối cho nó đừng có tan. Quá tuyệt vời, quá ngon. Theo đúng á, mà pate gan ngỗng á, người Pháp ta ăn là ăn reveillon, là ăn là cái lễ nửa đêm của đạo Thiên Chúa. Reveillon. Reveillon. Yeah, đúng rồi, ngon nữa. Nó ngon. Đúng rồi, ngon. Lần đầu tiên ăn, ngon quá. Thơm thiệt là thơm. Mà nó mắc là đúng rồi, ngon mà. Không phải, nó mắc là vấn đề là công mắc phu. Nhưng mà cái vấn đề cái là mình carry từ ở Mỹ, ở Pháp về. Vậy thôi, nó mắc 40 euro thì không mắc lắm. 40 euro khoảng 50 euro mắc. Có nghĩa là không mắc lắm. Rất là ngon, béo thiệt là béo. Dạ. Mình ăn mà cắt nghe được mùi mùi nhưng mà cái loại của nó mát nè. Mùi bơ nằm trong đó. Đỏ đó, đúng không? Mùi bùi béo béo. Tôi mua tại thị trường, nó free tax. Mua ngoài mắc lắm. Cái mua ngoài nó nổi. Mình đây ba cây gan ngỗng mà nó đã pha. Nhưng mà cái loại này là loại chín, còn cái loại sống nữa. Nó nói cái loại sống thì mang quá. Không, mà cái loại sống vậy 200-300 đô. Không ạ. Ông mới biết ăn. Thì cái loại sống á, để tôi nói không nè. Cái loại sống là không phải là nó lấy ba cây con ngỗng. Ngon quá, bữa nay được thưởng thức ba tê gan. Được thưởng thức ba tê gan ngỗng từ Pháp đem về và một chai rượu. Từ Pháp đem về, Pháp tuyệt vời. Tuy là cào với số không trúng nhưng mà thôi kệ đi, nhiều đó cũng đã là đủ vui rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Bye bye và hẹn gặp lại vào những video sau. Nhớ theo dõi kênh của mình bằng cách là subscribe kênh. Nhớ đừng quên nhấn cái chuông kế bên cái nút đăng ký nha. Hãy cho mình những lời bình luận mà các bạn cảm thấy thích thú ở video này. Hãy đăng ký kênh của mình và bấm vào phần mô tả để liên kết với mình qua kênh Facebook của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Bye bye, hẹn gặp lại vào những video sau.